Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023. Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 22 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 6. Đợt 2 là từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 23 tháng 6. Lập pháp là một trong những nội dung quan trọng nhất của kỳ họp lần này, với việc xem xét thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác nhân sự, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với nhân sự do Quốc hội bầu khóa 15. Tiến hành quy trình bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đồng thời xem xét đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Ngày 16 tháng 5 thì đồng chí Nguyễn Phú Cường cũng đã có đơn gửi và xin được thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội khóa 15 bầu. Như vậy thì theo trình tự thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét trong một kỳ họp để trình ra Quốc hội xem xét quyết định những cái nội dung liên quan. Về ba dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật giao thông đường bộ, đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết ba dự án luật này mặc dù hồ sơ đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, tuy nhiên việc có đưa vào chương trình kỳ họp hay không là do Quốc hội biểu quyết quyết định. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trao đổi làm rõ hơn vấn đề này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Trần Văn Lâm cho biết, Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của chương trình phục hồi trên trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, quá trình triển khai chậm trễ sau ngày 31 tháng 3 vẫn còn một số vốn rất lớn, chưa được phân bổ theo nghị quyết của Quốc hội, sẽ không phân bổ tiếp. Vì số tiền rất lớn, nếu như cái số này không được triển khai hoặc đưa vào dự phòng thì cái quá trình tổ chức triển khai sử dụng số vốn này sau này nó sẽ bị kéo dài thêm. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái mục tiêu là tăng cường giải ngân đầu tư công và coi đây nó như là một cái khâu đột phá để thúc tăng trưởng được thường vụ nhất trí. Là sẽ báo cáo vấn đề này ra Quốc hội để Quốc hội xem xét những trường hợp nào đủ điều kiện phân bổ. Đó là một cái vấn đề xử lý tình huống phù hợp theo cái yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tôi nghĩ là cũng tương đối rõ. Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp thứ 5 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành. Với tinh thần chủ động, từ sớm từ xa, Quốc hội đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ trong suốt quá trình chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp. Trong suốt quá trình chuẩn bị dự án, các cái luật hay là các cái nghị quyết chuẩn bị rất là kỹ, lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức các hội thảo, rồi làm việc, đi làm việc lại nhiều lần. Đối với Quốc hội thì có cả hội nghị đại biểu chuyên trách để cho ý kiến, rồi Thường vụ Quốc hội cũng họp cho ý kiến, và đặc biệt trước đó thì lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cũng đã làm việc với các cơ quan của Chính phủ để mà trao đi đổi lại thống nhất. Chứ là nội dung có thể nói khi trình ra là đảm bảo chất lượng. Tổng thư ký Quốc hội mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục truyền tải chính xác, đầy đủ diễn biến kỳ họp đến cử tri và nhân dân cả nước, bảo đảm khách quan, toàn diện, kịp thời các nội dung nghị sự của Quốc hội để cử tri và nhân dân giám sát hoạt động của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.